em xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu một lô phôi me chua. Mấy cây me này em mới bứng lên và mới vô chậu lại nha cô chú. Vậy cô chú mình dám ủ một thời gian là nó sẽ đâm chồi ra rễ lại. Me chua rất là dễ sống luôn á cô chú. Rồi cây đầu tiên em xin giao lưu với mã số là 110 mã. Cô chú có mua cây thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0829 160 355. Hoành thân cây này là 17. Cái củ này nó đặc luôn ha cô chú. Củ đây là 49. Chỗ này nó đặc. Ở phía sau đó nè ha, 49 hoành củ. Chiều cao là 42. Kính bầu 22. Mã số 111, cái này 500 ngàn em bao ship. Hoành cũ là 24. Hoành thân là 12. Chiều dài là 37. 114, 200 ngàn. Yeah.
117. Quanh đây là 27. Quanh thân là 15. Chiều cao 30. 117 300.000. Quanh cái cũ đây là 21. Chiều cao cái đế nha. Cao cái đế này là 20. Chiều cao cái cây là 38. Thân này nó nhỏ thôi, cỡ 11. Mã số 118 300.000. Cái cây me này về cô chú mình chơi mini để bạn nó rất là quái đẹp ha. Mã số 118 300. Nhớ chốt đúng mã số em mới gửi đúng cây nha cô chú anh chị. Cái này cũng là cây cuối cùng của clip. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Em xin chào ạ.